sau mùng 1 tháng 7 cô hồn, nhất định phải mua ngay 9 thứ này, ắt tránh được xui xẻo, gia chủ cực giàu. Tử Thông xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã chuẩn bị bước vào cái tháng 7 âm lịch, tháng mà được gọi là cái tháng cô hồn, tháng của mọi sự xui xẻo, mọi cái điều bất an. Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch còn gọi là cái tháng cô hồn là tháng ma quỷ. Bởi vì trong tháng này, Diêm Vương sẽ mở cửa quỷ môn quan và thả cho các oan hồn về dương thế. Chính bởi vậy, vào cái tháng cô hồn, người dân hay làm lễ xá tội vong nhân để cầu cho ma quỷ sớm được siêu thoát và đừng làm hại đến nhân gian. Đấy. Và để tránh được những cái điều không may mắn có thể xảy ra trong thời gian này, các gia chủ hãy nhớ mua ngay 9 vật phẩm sau đây trong cái tháng cô hồn để loại bỏ đi những cái xui xẻo, vận hạn và mang thêm cái vận may đến cho cả mình và gia đình quý vị nhé. Chi tiết sẽ được Tử Thông chia sẻ cùng quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, thì đây là những cái thứ rất là tầm thường, rất là bình thường, cũng có những cái thứ mà gì nó có trong cuộc sống hàng ngày của quý vị. Tuy nhiên, nó lại có một cái tác dụng phong thủy cực kỳ to lớn mà không phải ai cũng biết, đúng không ạ? Thì cái vật phẩm nên mua đầu tiên đó chính là gì? Gạo nếp. Quý vị thân mến, một vật phẩm mà các bạn có thể mua cũng như là mang theo bên mình trong cái tháng cô hồn, cái vật phẩm này cũng rất dễ tìm, đó chính là gạo nếp. Hình ảnh gạo nếp từ xưa đến nay cũng gắn liền với cái sự ấm no, sung túc và viên mãn. Các thế lực ma quỷ dường như không thể chạm đến khi mà bạn có gạo nếp ở trong người. Các bạn cũng nên mua một ít gạo nếp trong để trong túi, gói trong túi giấy hoặc là túi bóng để gì cho tiện mang theo, cũng thể để một ít trong ví. Thì quý vị, nhưng mà quý vị nếu mà đã từng xem những phim về cương thi, những phim về ma quỷ ấy, thì người ta sẽ cầm gạo nếp đúng không ạ, người ta rắc, người ta ném thì ma quỷ sẽ bị cháy rụi hết đúng không ạ. Cái gạo nếp là cái dương khí nó rất là mạnh, vì vậy nó có tác dụng là xua đuổi tà ma chướng khí. Quý vị nên mang theo trong cái tháng cô hồn để được bình an may mắn quý vị nhé. Vật phẩm nên mua thứ hai đó chính là tỏi. Thưa quý vị, cái món đồ bất ngờ thứ hai mà chúng ta cũng không thể ngờ rằng đó chính là gì? Một cái nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp mà mỗi nhà đều có. Nó lại là một cái sinh vật xua đuổi tà ma cực kỳ là hiệu nghiệm. Đó. Công dụng trừ tà ma của tỏi thì không phải nổi tiếng ở các nước châu Á. Ở châu Âu cũng thường xuyên dùng tỏi để chống lại cái thế lực ma quỷ. Đặc biệt hơn, trong cái tháng cô hồn, cái khu vực thờ cúng của mỗi nhà đều nên xuất hiện tỏi. Tỏi nó tỏa ra cái mùi hương hăng hắc cay nồng. Điều này làm cho cõi âm vô cùng là sợ hãi. Vì lý do đó, ngay cả trong tháng cô hồn thì các bạn hãy mua ngay một vài nhánh tỏi để xua đuổi tà khí. Đặc biệt, rất nhiều người mang theo tỏi để tránh ma quỷ và hạn chế cái tác động xấu của cái tháng cô hồn đến với cuộc sống của mình. Quý vị thường xuyên mang theo tỏi trong tháng cô hồn sẽ giúp cho các bạn được bình an, may mắn trong cái tháng nhạy cảm này quý vị nhé. Cái đồ vật thứ ba mà quý vị nên mang theo đó chính là cái bật lửa hay là diêm. Thưa quý vị, theo quan niệm của người xưa thì lửa là cội nguồn của sự sống. Lửa tượng trưng cho cái sự ấm no và hạnh phúc. Vậy nên những cái ngày rằm ngày mùng 1, rất nhiều người kiêng không để lửa tắt trên bàn thờ, không mong muốn nhà hết củi hết ga. Cũng vì lẽ đó mà họ cho rằng đó là cái dấu hiệu của sự xui xẻo khi mà yếu tố hỏa trong nhà nó bị lộ, đúng không ạ? Các nhà tâm linh tuy không cổ suý mang theo bật lửa bên người vì không an toàn hay là cháy nổ, tuy nhiên ấy, một số người cũng vẫn phải thừa nhận là với một cái số mệnh nhất định thì việc tăng thêm hỏa khí cũng sẽ giúp cho chủ nhân có được cái may mắn, suôn sẻ và hanh thông. Tháng 7 âm lịch được coi là cái tháng âm khí nó mạnh, thời vận thì có phần lạnh lẽo. Vậy nên việc mua một chiếc bật lửa để bên cạnh người cũng sẽ giúp xua đi những cái gì đen tối trong cái tháng cô hồn. Hơn nữa, khi mà ra khỏi nhà ấy, thì cũng có thể lập bật lửa bật lên để gì xua đuổi những cái tà ma chướng khí quý vị nhé. Vật phẩm thứ tư đó chính là muối. Lại một cái vật phẩm cực kỳ quen thuộc có trong bất kỳ cái căn bếp của nhà ai. Theo quan niệm phương Đông ấy, thì muối có thể dùng để trừ tà rất là hiệu quả, đẩy lùi các nguồn năng lượng tiêu cực, mang lại may mắn cho gia chủ. Chỉ cần một nắm muối trong tay thì mọi vận xui cũng đều được là gì thổi bay biến sạch sẽ. Vật phẩm thứ năm đó chính là đèn lồng đỏ. Thưa quý vị, đèn lồng đỏ chứa dương khí khá là dồi dào. Từ xa xưa thì dân gian cho rằng treo đèn lồng đỏ ở phía trước cửa nhà không chỉ nhằm mục đích là soi sáng, chỉ đường cho người mà còn để ngăn chặn khỏi bị người cõi âm quấy phá. Vì vậy, trong cái tháng cô hồn này,
Người ta thường treo đèn lồng ở phía trước cửa nhà, cửa chính hay là gần cửa sổ để cản đường các vong hồn. Trong trường hợp mà không có đèn lồng đỏ thì có thể sử dụng đèn thắp sáng để mà soi sáng. Đấy, soi sáng, cứ miễn là có ánh sáng là được. Và cái vật phẩm thứ 6 đó chính là lá bồ đề mạ vàng hoặc lá bồ đề. Thưa quý vị, cái hình ảnh lá bồ đề gắn liền với quá trình tu luyện khổ cực của Đức Phật. Dưới gốc cây bồ đề, người đã ngồi thiền định và từng bước giác ngộ đạo lý của nhà Phật và tu thành chính quả. Cũng từ đó, cây bồ đề sẽ được trồng ở khắp nơi trên thế giới và được xem là cái loại cây mang lại may mắn. Bên cạnh đó, cây bồ đề còn tượng trưng cho trí tuệ và cái sự giác ngộ của Đức Phật. Vậy nên còn gọi là cây giác ngộ. Chính vì lý do đó mà người ta quan niệm rằng khi đặt cái lá bồ đề ở trong nhà sẽ mang lại may mắn, xua tà khí và tránh được những cái điều xui xẻo đến với gia đình, nhất là trong cái tháng cô hồn này. Ngày nay thì những chiếc lá bồ đề được mạ vàng cũng đang được khách hàng tìm kiếm rất là nhiều, cũng như là tôn thêm cái giá trị của cái sản phẩm, tạo ra cái vẻ đẹp sang trọng cho chiếc lá vốn mang nhiều cái ý nghĩa phong thủy tốt lành này. Vật phẩm thứ 7 đó chính là vòng phong thủy. Thưa quý vị, vòng dâu tằm, vòng đá phong thủy hay là vòng bạc là những cái sản phẩm trừ tà cũng được khá nhiều người tìm mua trong cái dịp tháng cô hồn này. Không chỉ quan niệm trẻ em đeo vòng bạc, vòng dâu tằm để tránh giật mình khi ngủ đêm để trừ tà, cái tháng cô hồn với những cái câu chuyện xui xẻo cũng khiến cho người lớn đổ xô đi tìm mua những cái vật phẩm mang phong thủy mang lại cái may mắn cho mình. Thực tế là các chuyên gia phong thủy cho biết vật phẩm phong thủy thì không phải vật phẩm nào cũng có thể là mà cứ đeo là gặp được may mắn và tránh được những điều xui xẻo. Tuy nhiên, những vật phẩm mà được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng thì sẽ tiếp thêm được cái pháp khí và nó sẽ hỗ trợ cái vận khí của gia chủ, xua tan đi những cái lo lắng bất an. Tuy nhiên, nếu quý vị lo lắng bất an về cái tháng cô hồn thì quý vị có thể thỉnh một chiếc vòng đấy, có thể là vòng bạc đeo cổ hoặc vòng tay phong thủy hay là vòng đá phong thủy vân vân. Đó là một cái lựa chọn khá là khả quan để mà xua đuổi tà ma chướng khí. Và tiếp theo thứ 8 đó chính là gì? Đồ phong thủy có biểu tượng của loài rùa. Thưa quý vị, rùa không hề chậm chạp khi mà thống trị các huyền thoại sáng tạo quan trọng và những cái truyền thuyết thay đổi cuộc sống của sự may mắn. Rùa là linh vật rất là tốt cho phong thủy, chúng được coi là đem đến những cái điểm lành, điểm may mắn, tượng trưng cho tuổi thọ dài lâu. Khi mà để cái đồ phong thủy có hình rùa hay là có cái biểu tượng rùa ở trước cửa nhà và trong nhà ấy, cũng sẽ giúp ngăn cản những cái luồng khí xấu đi vào trong nhà trong cái tháng cô hồn này quý vị nhé. Thứ 9 là kỳ lân. Thưa quý vị, trong số các vật phẩm phong thủy xua đuổi tà khí thì kỳ lân luôn là cái biểu tượng của cái điềm lành, của sự thành công, công thành danh toại, đúng không ạ? Cũng như là gì? Của sức khỏe và cái sự trường thọ lâu dài. Bất kể nơi nào có kỳ lân án ngữ thì nơi ấy sẽ được gì? Thái bình, an yên. Bởi lẽ trong cái tháng này, nhiều nhà phong thủy khuyên quý vị nên là mua kỳ lân về đặt trước cửa để tránh cái vận xui, giữ cho nhà nó được yên ổn. Thứ 10 đó chính là gì? Tượng Quan Công. Thưa quý vị, Quan Công là một cái vị tướng quan võ nổi tiếng của thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông tượng trưng cho cái sức mạnh tinh thần, quả cảm, quyết liệt, chống lại cái điều ác. Vì thế có thể ngăn cản được các loại tà khí đấy. Nói chung ý, tượng Quan Công phong thủy dù ở tư thế nào thì cũng toát lên cái thần thái của một vị tướng giỏi. Đặt tượng trong nhà ở vị trí cao gần cửa ra vào sẽ giúp xua đuổi những cái điều không may mắn đó, tránh được những cái điều dữ. Người sống trong gia đình cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn, tinh thần thì thoải mái. Điều này rất tốt cho cái cuộc sống và cái công việc. Thưa quý vị, trên đây là 10 cái vật phẩm phong thủy có thể tham khảo và mua trong cái tháng cô hồn. Mong rằng những chia sẻ của Tử Thông sẽ giúp ích phần nào cho quý vị có thể loại trừ được những cái xui xẻo cũng như là tăng cường thêm cái cát khí may mắn cho mình trong cái tháng cô hồn quý vị nhé. Thưa quý vị, như vậy trong tháng cô hồn nên tránh mang theo những đồ gì để không gặp phải vận xui, không gặp phải những cái rủi ro, đúng không ạ? Thì cái rủi ro luôn tiềm tàng quanh chúng ta. Trong tháng 7 cô hồn, nếu mà chẳng may phạm phải những cái điều mà kiêng kỵ ấy, thì ắt chúng ta sẽ bị các vong hồn quấy rối và làm phiền. Quý vị hãy tham khảo những cái điều tránh mang trong tháng cô hồn để không bị gặp vận xui quý vị nhé. Thưa quý vị, cái đồ đầu tiên đó là không mang theo cái đồ màu trắng. Đó. Thưa quý vị, trong thời gian tháng cô hồn đặc biệt này,
Quý vị hãy hạn chế sử dụng cái đồ màu trắng như là quần áo trắng hay là phụ kiện thời trang của bạn màu trắng. Theo quan niệm dân gian, cái màu này mang cái ý nghĩa không may mắn và có thể khiến cho gia chủ gặp nhiều cái trở ngại. Cái màu này là cái màu của những cái hồn ma nên chắc chắn nó sẽ không có cái tác dụng tích cực. Đặc biệt, trong những ngày tháng cô hồn ảm đạm này, cái việc khoác lên mình một cái bộ đồ trắng sẽ khiến cho tâm trạng của các bạn thì ngày càng ảm đạm, còn thiếu cái năng lượng sống hơn bao giờ hết. Đó là cái vật đầu tiên. Cái vật thứ hai không nên mang theo, đó chính là không nên mang theo tiền mặt. Quý vị thân mến, một trong những cái món đồ mà các bạn nên tránh mang theo, đó chính là tiền mặt. Ngay khi tháng cô hồn được diễn ra, thì có thể rất nhiều vong linh, linh hồn lảng vảng xung quanh đời sống của chúng ta. Khi mà thấy chúng ta mang theo nhiều tiền mặt ở trong người, thì các vong linh sẽ suy nghĩ ta là một người giàu và có thể đi theo để quấy rối chúng ta, đòi để cúng tụng, đúng không ạ? Thứ ba cũng là không nên mang theo nhiều vàng. Thưa quý vị, cũng tương tự như tiền mặt thì vàng và cái trang sức lấp lánh khi mà đeo lên người trong tháng cô hồn ấy, cũng luôn luôn là cái điều tối kỵ. Các vong hồn sẽ đố kỵ với bạn và tìm mọi cách để khiến cho các bạn cảm thấy khó chịu và buồn bực. Cái việc khiêm tốn và hạn chế trong cái khoảng thời gian này là vô cùng cần thiết quý vị nhé. Và ngoài ra ấy, thì cũng có những cái vật phẩm mà các bạn nên mua trong cái tháng cô hồn để mang lại cái may mắn. Các bạn cũng cần phải hết sức lưu ý. Trong tháng 7 âm lịch tháng cô hồn này cũng có những cái điều kiêng kỵ mà các bạn cần phải nhớ để tránh gặp phải những cái xui xẻo các bạn nhé. Thưa quý vị, trong tháng 7 âm lịch, tức là cái tháng cô hồn ấy, thì người xưa tin rằng tránh làm những cái điều sau đây sẽ hạn chế được những cái điều xui xẻo trong tháng. Bởi người xưa tin rằng tháng 7 âm lịch ấy là cái thời gian mà linh hồn của những người quá cố và quỷ đói được phép trở về dương gian. Vì vậy, đây là lúc mà các gia chủ sẽ làm lễ cúng cô hồn để giúp cho những cái linh hồn đói khổ, cũng như là để tránh được những cái xui xẻo, tăng thêm cái phúc đức cho mình. Những việc kiêng kỵ đầu tiên trong tháng cô hồn, thứ nhất đó là kiêng cắt tóc. Quý vị thân mến, một số người cho rằng tóc tượng trưng cho cái tài lộc. Vì vậy, nhiều người sẽ kiêng kỵ cắt tóc vào những ngày mùng 1 đầu tháng, đặc biệt là cái tháng cô hồn thì người ta thường được kiêng cả tháng, không cắt tóc để tránh cái tài lộc của cả tháng nó bị đứt đoạn, tránh thất thoát về tài sản và không làm cho cuộc sống thêm phần khó khăn. Thứ hai đó là kiêng nhổ lông chân. Thưa quý vị, dân gian có một cái quan niệm đấy, một sợi lông chân là quản ba con quỷ. Vì vậy, nhổ lông chân trong cái tháng cô hồn được cho là cái hành động thu hút những cái điều không may mắn, khiến cho bản thân gặp nhiều cái điều xui xẻo quý vị nhé. Thứ ba là kiêng xuất tiền của vào cái ngày mùng 1 đầu tháng. Thưa quý vị, việc rút tiền của vào cái ngày mùng 1 đầu tháng âm lịch được cho là cái hành động khiến cho bản thân bị rông cả tháng. Đặc biệt, rút tiền vào ngày mùng 1 tháng cô hồn cũng sẽ khiến cho bản thân bị hao tài tán lộc nghiêm trọng hơn. Vì vậy, trong những cái ngày đầu tháng thì người xưa cho rằng không nên vay mượn trả nợ, hoặc là đòi tiền, hoặc là rút tiền trong thời gian này quý vị nhé. Thứ tư là kiêng ăn những cái món ăn xui xẻo. Thưa quý vị, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng cô hồn thì người xưa cho rằng nên tránh ăn những cái món xui xẻo như là thịt vịt, thịt chó, mực, trứng vịt lộn, cá mè, tôm, chuối vân vân. Thì ngoài ra trong tháng cô hồn người ta còn kiêng ăn cả cháo trắng, bởi đây là cái món ăn dùng để cúng cô hồn. Nếu mà con người mà ăn cháo trắng ấy, thì cô hồn sẽ tưởng là chúng ta tranh ăn với họ và sẽ gây rắc rối. Tất nhiên đây chỉ là một cái quan niệm dân gian truyền lại, nên là quý vị cũng có thể là tham khảo nhá. Tuy nhiên có thờ có thiêng, có kiêng có lành quý vị ạ. Thứ năm là kiêng đổ vỡ. Thưa quý vị, đổ vỡ vốn là một cái điều không may mắn vào trong những ngày đầu tháng, đặc biệt là vào ngày mùng 1 tháng cô hồn thì lại càng bị coi là cái điều không tốt. Cái việc làm vỡ bát, đũa, cốc, chén, gương, đồ sành, đồ sứ, nó làm liên tưởng đến cái sự chia cắt, đến cái sự đứt lìa trong các mối quan hệ của gia đình, tạo ra cái tâm lý là không tốt, bất an. Thứ sáu, kiêng đi chơi đêm. Thưa quý vị, dân gian có quan niệm rằng ban đêm là lúc ma quỷ lộng hành, nên là người dương ấy cần phải hạn chế đi chơi vào ban đêm trong tháng 7 âm lịch quý vị nhé. Thứ bảy là kiêng kỵ đốt vàng mã tùy tiện. Thưa quý vị, cái việc đốt vàng mã tùy tiện thì cũng không nên. Đốt vàng mã thì cũng có những cái quy tắc nhất định của nó, không được đốt tùy tiện trong cái tháng cô hồn. Dân gian cho rằng đốt vàng mã tùy hứng có thể khiến cho vong hồn lang thang tìm đến gia đình nhiều hơn và quấy nhiễu cuộc sống trong suốt tháng 7 âm lịch.
Kiêng kỵ thứ 8 là tuyệt đối không được ăn vụng những cái đồ cúng, đấy, đồ cúng cô hồn. Thưa quý vị, trong tháng 7 âm lịch, nhà nào làm mâm cúng cô hồn thì cần phải chú ý đồ cúng mà chưa cúng ấy, hoặc là chưa xin phép ấy, thì không được ăn, kẻo lại rước thêm cái vận xui quý vị nhé. Kiêng kỵ thứ 9 là nhặt tiền rơi. Thưa quý vị, tiền rơi trên đường có thể là tiền xả xui hoặc là tiền dùng để mua chuộc đầu quỷ đầu trước mặt ngựa. Trong cái tháng cô hồn, nếu mà nhặt cái tiền đó lên ấy, thì người nhặt có thể sẽ chịu cái tai họa thay cho cái người giải. Đó là 10 cái điều kiêng kỵ mà trong tháng cô hồn giúp cho quý vị mang lại được cái may mắn và tài lộc quý vị nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái món đồ nên mua cũng như là những món đồ tránh mua và những cái đại kỵ trong cái tháng cô hồn. Hy vọng những cái thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị thu hút được cái may mắn, tài lộc và xua đuổi cái vận hạn trong cái tháng cô hồn, tháng xui xẻo này. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.